đây xin mời quý vị cùng đến các cô chị Hồ Thanh Trúc. Dạ đây là dược sĩ Gina giới thiệu cho Mỹ Linh nha. Giờ xin mời chị Hồ Thanh Trúc có thể đến đây để mà cùng với bọn chúng ta có một buổi tiệc vui ngày hôm nay. Xin mời chào vỗ tay thật lớn cho ca sĩ Hồ Thanh Trúc. Here we go. Thank you.
xin gửi đến anh chị và các bạn cùng nhạc sĩ sau là Ismael. Thank you.
Paris va via. Oh,
Thank you. Thank you. Thank you very much. No, thank you very much. The king is in the hall. Dạ alo, alo, cho em hỏi chút xíu đi, anh đang làm nghề gì vậy anh? Cho em hỏi cái này, để biết hồ sơ một chút anh hỏi. I work for the city of Los Angeles. We work in a fire department. I work in IT. Oh really? Yeah, em nghĩ anh muốn nghề ca sĩ đi anh. Yeah, tối. Fireman know how to sing. Alright, thank you so much, anh. Và bây giờ, hôm chúng ta ngày hôm nay đến đây thì mới được biết là ca sĩ Tina có một vấn đề ca sĩ Xuân Thi. Và bây giờ, xin mời chị Xuân Thi có thể lên sân khấu để cùng nghe đến cho quý vị những bài hát rất là vui trong buổi tối như hôm nay. Xin mời ca sĩ Xuân Thi. There we go, chị Xuân Thi đâu rồi? Ok, dạ chị Xuân Thi. Chị Tiên Nga ơi, chị Xuân Thi lâu rồi. Ok, dạ chị Xuân Thi, sorry chị Xuân Thi có việc nên chị Xuân Thi về trước rồi. Anyway, không sao. Bữa nay có nam ca sĩ MC Khánh Hoàng. There we go. Dạ, bữa nay biết là Khánh Hoàng làm việc mới tới. Nhưng mà anh đã sẵn sàng ready để lên đây để chia sẻ cùng với quý vị một đêm giáng sinh rất là tuyệt vời cùng với anh chị Nam ca sĩ. Xin mời anh. Xin cảm ơn quý MC duyên dáng dễ thương mỹ linh của đài VNA. Yeah, thank you em. Vâng, ngày hôm nay Khánh Hoàng rất hân hạnh đến đây để mà dự buổi tiệc Giáng sinh của Pharmacy MTM. Yeah. Dạ, chị nhắc được rồi mà chị ngừng. Em nhớ mà. với nữ gì? Pharmacist hả? Tina Watt. Khánh Hoàng xin chúc cho MTM Pharmacy lúc nào cũng được nhiều người đồng hương chúng ta ủng hộ, cũng như là những người bạn thân lúc nào cũng yêu mến. Bởi vì chị Tina Khánh Hoàng biết là một người rất là dễ thương. Và sẵn đây cho Khánh Hoàng quảng cáo luôn, cách đây khoảng sau khoảng 10 ngày nữa thì chị Tina cùng với chị Khánh Hòa của Sống Entertainment sẽ tổ chức một buổi tiệc cao đao. Nếu như mà quý vị ở đây yêu mến chị Tina, yêu mến Khánh Hòa và yêu mến Khánh Hoàng thì xin mời quý vị đến tham dự dạ tiệc countdown tiễn đưa năm 2018 và đón chào năm 2019. Chị Khánh Hòa đang ở dưới kia, chị Tina đang ở trong vòng đây. Nếu mà quý vị cần vé cập ngay nhé. Rồi bây giờ để góp vui cho chương trình văn nghệ, Khánh Hòa sẽ gửi đến một bài hát về Giáng sinh đi nha. Bởi vì chúng ta đang ở trong những mùa Giáng sinh, hát nhạc Giáng sinh cho nó lãng mạn, trữ tình nha. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chờ Đông. Vâng, và tên đồng sáng tác nhạc sĩ Trần Thiện Tân. Chào chị Kiều Nga. Lâu ngày gặp chị vẫn duyên dáng như ngày nào. Anh đã nguyện cuộc đời.
nè, rồi chị Khánh nè, hãy lên đánh anh Tài Độ nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.